Thưa Game Day, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với Yadere Simulator. Nhưng mà nói thật là bây giờ mình đang không biết phải làm cái gì. Có nhiều bạn nói với mình là hiện tại là mình đã có thể gọi là sử dụng debug rồi mà không cần phải gọi là hoàn thành game hay là cái gì cả. Nhưng mà lần trước mình thử mình lại thấy không được. Đây, bên đây cũng mở debug được và bên đây hình như là cũng đã mở được rồi sao ấy. Không biết là mở từ chỗ nào đây. Có hai chỗ lần. Đúng không ta? Cái này là debug sẽ được gọi là như nào trong trường ấy, mà không biết nữa. Rồi, qua bên kia chỉnh luôn nhá. Chỉnh hai bên thử xem. Bên đây mình đã chỉnh rồi nhưng mà nó không được ấy. Thế nó đã hiện rồi này. Ô, các bạn ơi, chúng ta đã thể mở được 7 debug rồi. Thật sự vậy là cần phải gọi là hoàn thành game thì mới mở được. Ra là vậy. Rồi vậy là chúng ta đã thể mở được các bạn ơi. Chúng ta cũng hãy summon con quỷ màu đen lên. Yay. Cuối cùng mình cũng đã lấy lại được mọi thứ rồi. Tuyệt vời. Nhưng mà đáng tiếc một cái là chúng ta ở trong cái gọi là năm 1980 mấy thì lại không có Infochan, cho nên là chúng ta không thể nào mà gọi là làm cho money tăng lên nhiều được. Cái phần này money cũng rất là quan trọng. Rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ đi hoàn thành một số yêu cầu của các bạn chứ. Kể từ bây giờ thì nếu mà các bạn có cái yêu cầu nào liên quan đến cái phiên bản này thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết chứ, mình sẽ thực hiện yêu cầu của bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện những cái yêu cầu mà mấy lần trước mình nhìn thấy đây. Rồi và bây giờ mình sẽ đến với cái yêu cầu đầu tiên ở trong cái phiên bản này nhá. Đó chính là sử dụng gậy để biến hình thành ma trang thiếu nữ. Đây là cái mà duy nhất mình có thể nhớ được. Justy. Bên nào chứa là Justy and Lost and Lost and Justy ta. Justy and Lost hay sao ấy? Justy and Lost phải cười. Rồi, chúng ta đã thể biến hình được rồi. Yay. Hồi trước là mình chỉ biến hình bằng ôi váy của cái này có thể có váy của cái đồng phục này khá là ngắn. Mình chỉ biến bằng Yanchan thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã biến hình từ Mama Yanchan rồi, trông có gì khác không? To hơn một tí à. Ngắm hết toàn bộ xem. Mình không biết là có khác gì hay không nữa. Và trong bộ trang phục có vẻ như là rất là đẹp các bạn. Khi mà để ba Yanchan mặc vào. Rồi. Hồi nãy mình đã chết thử qua cái này rồi nhưng mà mình không thấy cái thằng nhà báo trong đây. Rất là chán luôn. Bây giờ phải làm sao để chúng ta mới diệt trừ được thằng nhà báo đây. Mình đã luôn muốn làm cái chuyện đó nhưng mà bây giờ lại nó lại không xuất hiện trong đây. Mới đau chứ. Uầy, tụi này nó nhìn mình rồi, nó nhìn thấy mình à. Nó nhìn thấy mình hay sao các bạn ơi. Cầm cái này không được à. Đợi tí nhá. Ma chay thiếu nữ mà không được cầm gậy phép thì sao chơi. Phải đeo cái này vào à. Hay là tụi nó chỉ cần nhìn thấy mình thôi là không được rồi. Kiểu như là cái thời đại này vẫn chưa có ma chay thiếu nữ ấy. Đúng không? Ok, không sao cả các bạn ơi, tưởng thời đại này không có ma chay thiếu nữ chứ. Ôi, nó vẫn ít du rất là đáng ghét. À. Uầy. Tại sao nó không được? Tại sao lại không được hả? Thằng nhà báo không suy nghĩ gì với cái này cả các bạn ơi. Thằng nhà báo này gọi bó tay rồi, các bạn không thể nào mà gọi là tiêu diệt được nó rồi. Uổng công mình gọi là lao hết tất cả mọi thứ chỉ để lao cái chuyện đây. Mình nghĩ là ba trái thiếu nữ là đủ sức mạnh để tiêu diệt nó. Ai ngờ đâu cả con quỷ này và cả gọi là ma chay thiếu nữ hay là bất kể những cái gì khác thì tôi đều không thể làm được gì nó cả. Giờ phải làm sao đây?
ức nha. Mình mong là Yandex mau chóng làm cái gì đó đi để cho chúng ta thể làm được gì với thằng kia. Nó không là không thể nào mà gọi là nuốt trôi được cái cơn giận này cả. Ở đây có info chan nữa này. Chịu hồi đến đây được không? Không chịu hồi được. À, chịu hồi là nút Z. Chịu hồi được này. Hey, vậy là không làm gì được à, nó à. Mình cứ liệu là nếu mà sử dụng con này chúng ta hay dịch chuyển nó đi được chứ. Ai ngờ là không được các bạn ơi. À. Không được rồi. Không làm gì được khác rồi. Nếu mà sử dụng thôi thử sử dụng cái gì tao mình quên mất tiêu cái mod đó rồi. À rồi mình tìm thấy rồi, bull mod đúng rồi. Đây. Ê. Ôi, không có hiểu rồi. Mọi thứ đều không hiểu cả. Nhưng mà không công hiểu với thằng gia báo các bạn ơi. Thay đổi hình dạng xem. À... Tại sao lại không công hiểu với thằng gia báo? Chúng ta có thể chỉnh được cái này mà không biết chỉnh cái gì nữa. Để thay đổi được kiểu tóc à. Mới thay đổi kiểu tóc lên nó lại biến thành màu tóc khác luôn. Ơi, senpai đây. Rồi. Để xem có kiểu tóc của thằng nhà báo không. Nó phải có trong kho dữ liệu chứ vậy. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không rồi. Nhưng mà dù cho biến thế này thành nhà báo đi cho đổi thì nó cũng chỉ là một cái vật thay thế thôi chứ nó phải là thằng nhà báo thực sự. Rồi. Xong. Không được rồi các bạn ơi. Không được rồi. Chúng ta không làm gì được thằng nhà báo cả. Rất là ức chế nhưng mà không làm gì được cả. Rồi, kết hợp với những cái mod khác xem. Đây. Ok, nó không bị làm sao cả. Nó không bị làm sao cả các bạn ơi. À, đúng là đây ghét. Đúng là đây ghét luôn, bây giờ làm sao đây? Ồ. Mình nhớ là chỉ cần đứng đây là được rồi mà. Xoay một cái là được rồi mà, đâu thở xem. Đây, đấm nó như thế nào đi cho đỡ thì cũng không được. Thở đấm anh đi này thôi. Bay rất là xa luôn. Bay thậm chí là qua cả bên kia luôn. Nhưng mà không làm gì thằng nhà báo cả. Thật ra bay qua bên kia là coi như là không tìm thấy được luôn rồi. Thở đấm trước mặt nó rồi. Đấy đó mà chúng ta đấm là nó sẽ gọi là như thế này đấy. Nhưng mà không làm gì được thằng nhà báo. Chút lượng cho nửa thằng này xem. Tao mày né nhanh thế. Ê mình canh chuẩn thời gian cho mày xem. Boom. Là chán không làm được cái thằng này. Thằng nhà báo cả bực ghê. Rồi. Vậy thì không còn cách nào khác cả. Chắc là muốn mình sẽ thử sao vậy. Còn bây giờ là mình cũng gọi là không biết phải dùng cách nào để có thể loại trừ được thằng nhà báo cả. Thôi là chắc là video đây sẽ dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào có cách để mà gọi là loại trừ thằng nhà báo thì hãy thử bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Ngoài ra nếu mà có những yêu cầu khác thì cũng bình luận bên dưới luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này thì bấm cho một like, đăng ký các bạn người mới. Đừng quên lúc cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.